Xin chào mọi người và đặc biệt là các anh các chị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đây là video clip em chia sẻ về vận trình vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị. Một trong những cái tuổi mà nam mạng có cái sao chủ không tốt đẹp đó là sao Kế Đô. Như đã nói là người nam mà mang sao Kế Đô thì nó chỉ xấu một phần nửa của cái bản chất của cái sao Kế Đô thôi. Thế mà nữ sao mang Kế Đô thì xấu 100%, thì nam chỉ còn 50-60% thôi. Nhưng khi mà vướng vào sao Kế Đô thì cái phần bổn mạng và sức khỏe của cái người Mậu Thân khá là bấp bênh và không có tốt đẹp. Như vậy thì để xét xem cái vận trình 6 tháng cuối năm của người Mậu Thân này như sao. Tại vì là 6 tháng cuối năm chắc chắn là sẽ có cái tháng Thân, tức là tháng 7 âm lịch. Thử coi mà tháng đó là tháng Nhâm Thân nữa, thì có vẻ là thiên can nó khắc cả chữ Mậu, nó khắc cả chữ Nhâm nữa, thì báo hiệu nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp cả về công việc nữa, chứ không phải là về phần sức khỏe không. Thì mình cũng xin nhắc lại sơ cái vận trình của cái tử vi của cả năm đối với người mà Mậu Thân. Ví dụ như là nam mạng thì có sao chủ là Kế Đô, nữ mạng là sao Thái Dương, may mắn danh lộc tốt. Sao Kế Đô của nam mạng là đau ốm đau tai tiếng, hạn là địa võng, nhiều lo âu. Hạn của nam và nữ vẫn giống nhau. Vận niên thì tốt đẹp đó là vận nương, dê về suối, dương hồi ngạn. Thiên can thì Mậu Kỷ là cùng hàng, không xung không hợp về mặt tử vi, nhưng mà cùng hàng về cái nạp âm ngũ hành. Địa chi là Thân Hợi, là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy thì vận vào 6 tháng cuối năm nó sẽ ra sao? Thật sự mà nói là đối với người Mậu Thân đa phần thì ở trong năm 2019 này, năm Kỷ Hợi thì sẽ có là nhiều cái tín hiệu tích cực, chứ không có phải là xấu gì lắm. Tuy nhiên là cũng có một số tuổi tùy vào cái tháng sinh là rơi vào những cái cung xung nó không tốt đẹp, tạo ra cái sự khó khăn trong gia đạo nhiều hơn. Và đặc biệt là các anh nam với cái chỉ số làm ăn nó không có được tốt đẹp ha. Rồi tháng 7 của 6 tháng cuối năm thì bắt đầu mình sẽ tính ra từ tháng 7. Tháng 7 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng 7 âm lịch đó, nó bắt đầu vào khoảng cả đầu tháng 8 thì dương lịch, thì là tháng Nhâm Thân. Tháng Nhâm Thân thì thuộc kim, mà người Mậu Thân thì thuộc thổ, cho nên là xét về trụ mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng có vấn đề. Rồi thiên can là chữ Mậu, nó khắc chữ Nhâm, thiên can khắc tháng, cẩn thận công việc nhiều khó khăn. Đó là cái mình hay nói. Địa chi Thân gặp Thân là năm sinh tháng tuổi, sẽ nhiều khó khăn trong gia đạo. Rõ ràng với tháng 7 khi bị sinh xuất bổn mệnh thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng bị yếu đi, mà gặp thiên can là chữ Mậu khắc chữ Nhâm thì cẩn thận các công việc, và địa chi thì gặp chữ Thân nữa. Cho nên là nếu như đúng ra thì xét cả ba cái về cái tử vi của tháng thì đều không tốt đẹp với người Mậu Thân. Cho nên người Mậu Thân cẩn thận ở trong cái tháng 7 âm lịch này. Đồng thời những người mà theo thuyết Phật giáo thì coi cái tháng 7 âm lịch là tháng xá tội vong nhân, là sáng cô hồn ha. Cho nên là gọi là âm thịnh dương suy. Cho nên là nhớ cẩn thận bổn mạng của mình, nhất là các anh người vướng sao Kế Đô. Người ta nói Kế Đô đối với nam thì không xô cũng ngã, nó có nhiều cái phiền toái, đặc biệt là về nạn tai. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Quý Dậu, một tháng kim nữa. Như vậy mệnh thổ sinh kim, bản mệnh bị sinh sát xuất ra, sức khỏe vì thế yếu, bổn mạng không được ổn định cho lắm, tiếp tục phải cần đề phòng. Thiên can thì tốt đẹp, vì sao? Vì chữ Mậu hợp chữ Quý, thiên can là thuộc ngũ hợp, chữ về chữ lễ, công việc dễ sinh tài lộc, hanh thông ở trong mọi điều.
có tháng 7 không đẹp nhưng mà bắt đầu qua tháng 8 có thiên can ngũ hợp là thấy êm rồi ha. Địa chi Dậu Thân là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc. Đối với người Mậu Thân thì có thể nói là sao thiên lộc nó sẽ rơi vào tháng 8, vì cái Dậu và Thân là cùng kim ha, thiên can thì là thuộc ngũ hợp, chỉ có phần bổn mệnh thì hơi có một chút khó chịu, cho nên là cần phải chú ý ha. Rồi tiếp tục, đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch là một tháng giáp tuất, là tháng gốc hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh ra thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng được tốt đẹp. Vì bổn mạng được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Như vậy thì nó sẽ đẩy cái sao chủ của nữ mạng sao Thái Dương sáng hơn. Làm sao Thái Dương thì nó thuộc hỏa mà, nó lại tiếp tục sinh ra nhiều điều tốt đẹp cho bổn mạng cũng như là cái vận trình của người Mậu Thân nữ mạng. Nam mạng vì thế cũng khắc chế đi phần nào, các phúc tinh nó mạnh mà, nó sẽ khắc chế bớt đi phần nào cái sự tác oai của cái sao chủ kia đâu. Thiên can thì lại của tháng 9 âm lịch lại không quá tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ giáp của giáp tuất tháng đó khắc chữ Mậu, công việc sẽ khó tốt đẹp, cẩn thận vướng kiện tụng và pháp luật. Được mệnh tương sinh nhưng mà thiên can không tốt. Địa chi Tuất Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy thì gia đạo tiếp tục là tốt đẹp, không có vấn đề ha, bình thường. Cho nên là người giáp tuất của người mà Mậu Thân để ý cái công việc làm ăn của mình một tí xíu ở trong cái tháng 9 với cái chữ giáp nó khắc chữ Mậu sẽ báo hiệu rằng nhiều điều không có tốt đẹp đang chờ đón của mình ha. Tiếp đến đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi. Đó, tháng Ất Hợi tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Tháng 10 thì Ất với Mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ xét về mặt thiên can. Như vậy rõ ràng là không có xung không có khắc gì thì sẽ đem đến tài lộc và mọi điều cho cái người tuổi Mậu Thân, đúng không? Rồi địa chi Hợi Thân thì không tốt đẹp vì nó thuộc nhóm tương hại. Ý nghĩa của tương hại là sự cản trở nhau trong cuộc sống. Như vậy thì gia đạo chắc chắn sẽ khó yên vui, có chút khó khăn và một cái gì đó nó không có được tốt đẹp. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch là một tháng thủy. Thì tháng thủy thì đối với mệnh của mình là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng. Bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Rõ ràng là như vậy. Thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Xét về mặt tử vi, nhưng Mậu là thuộc thổ, nạp âm ngũ hành của Mậu là thổ, nạp âm của Bính Đinh là hỏa, cho nên có thể nói là hỏa sinh thổ. Xét về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can, như vậy công việc cũng có thể là sinh tài lộc, thu gom tài lộc nhưng chưa có lớn được, chỉ nhỏ nhẹ thôi, tự vì là về mặt tử vi nó mới nhiều, chứ còn mà nạp âm ngũ hành của thiên can thì nó chỉ là một cái nhỏ thôi, nó tương đối thôi chứ nó không có quá tốt đẹp. Rồi tiếp tục đó là địa chi Tý Thân, là thuộc cái nhóm tam hợp Thân Tý Thìn, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ. Như vậy với cái tháng 11 là mình chú ý bản mệnh. Khỉ thì không thích những mùa lạnh. Tháng 11 âm lịch là bắt đầu đã là tháng 12 dương lịch rồi, là những tháng bắt đầu lạnh, cho nên là khỉ của mình phải cần cẩn thận cái bổn mệnh một chút xíu, chứ không có việc gì mà gọi là quá khó khăn.
ha. Còn lại là thiên can và địa chi là tốt đẹp, công việc và gia đạo có thể nói là hanh thông, đem đến tiền tài cho các anh các chị ha. Phần nào chủ yếu là các chị sẽ thắng thế về mặt kinh tế, về mặt tiền tài danh lộc. Tuy nhiên các anh thì nhớ cẩn thận, vì cái sao kế đô mình lại là cái tháng là thổ, thổ của các anh các chị khắc thị, cho nên là nhớ cẩn thận ha, bổn mệnh mình nó yếu đi. Và như đã nói là khỉ thì sợ mùa đông. Rồi tiếp tục, đó là tháng 12 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng chạp của năm năm nay. Tháng Kỷ Hợi, tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi là một tháng đinh sửu. Tháng đinh sửu tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì mệnh cũng sẽ giống tháng 11, tháng Bính Tý là thổ khắc thủy. Bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe yếu, cần cẩn trọng. Khi mà bản mệnh khắc tháng thì phúc tinh và tài tinh sẽ không có cơ hội để phát huy hết tác dụng, cho nên là nhớ cẩn thận. Về mặt thiên can, mậu đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ của cái tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành thì cũng như đã nói ở trên tháng 11 là mậu là thuộc thổ, bính đinh thuộc hỏa, cho nên gọi là hỏa sinh thổ. Nạp âm ngũ hành của tháng sinh ra nạp âm ngũ hành của bản mệnh thiên can, cho nên là có tài lộc, có sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao, đừng có trông chờ. Địa chi sửu thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy với tháng đinh sửu thì và tháng bính tý, hai cái tháng này thì người mậu thân cẩn thận về mặt sức khỏe. Nhưng mà nếu về xét sao chủ, xét đồ này kia thì những người nam mạng nên cẩn thận nhiều hơn là nữ mạng. Còn tài lộc thì nữ mạng rõ ràng với sao Thái Dương sẽ được lợi thế hơn là nam mạng. Với sao kế đô sẽ có nhiều khó khăn ở trong cuộc sống. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái vận trình vận hạn 6 tháng cuối năm Kỷ Hợi 2019 đối với những người tuổi mậu thân. Có khá nhiều cái tín hiệu tích cực bên cạnh một cái tháng, đó là tháng nhâm và tháng giáp, tức là tháng 7 và tháng 9, thiên can bị tương khắc, công việc báo hiệu nhiều khó khăn. Ngoài ra thì công việc em thấy nãy giờ là tự chủ bình hòa với phần thiên can, có thể nói là công việc sẽ tương đối êm ả. Đặc biệt là phần địa chi không có quá nhiều xung khắc, gia đạo vẫn là luôn là một cái điểm tựa vững chắc. Đặc biệt với các chị, một cái người thông minh, đủ cái lý trí và quyền uy của một cái người, một cái con giáp, mà em hay nói là thông minh chỉ thua sau con người thôi. Trong 12 con giáp, con khỉ là thông minh nhất, lợi dụng được cái đầu óc và tiến tới những thành công. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác, có thể về tử vi của bản thân, con cái hoặc là người thân trong gia đình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.